Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về Entity Framework trong lập trình C#. Trong phần này chúng ta sẽ nói về Fluence API ở trong Entity Framework. Chúng ta vẫn thực hành tiếp tục trên cái ví dụ của cái buổi hôm trước và vẫn làm việc trên SQL Server chạy trên Docker mà chúng ta đã tạo ra được. Trong cái buổi hôm trước thì chúng ta đã tạo ra một DB Context, đấy là Source Context. Trong này nó có hai cái model, đó là Product và Category. Tương ứng là khai báo hai cái model này là Product và Category. Khi chúng ta tạo ra DB Context khai báo các model thì chúng ta đã sử dụng là các attributes để cấu hình thiết lập các entity, để thiết lập các mối quan hệ vân vân. Sử dụng các attributes thì nó dễ đọc và nó thiết lập được một cách nhanh chóng. Tuy nhiên thì có nhiều những mối quan hệ, những cái thiết lập mà bản thân các attributes này không giải quyết được hoặc là giải quyết rất phức tạp. Thì lúc này chúng ta có thể sử dụng đến các API ở trong Entity Framework, đây là các Fluent. Như vậy ở đây chúng ta chú ý là chúng ta có hai cách để thiết lập các entity, thiết lập các mối quan hệ để tạo ra DB context. Đó là sử dụng các attribute để thiết lập. Phần sử dụng attribute thì chúng ta đã nói ở các buổi trước rồi. Thì ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng các phương thức mà nó cung cấp bởi Entity Framework. Những cái phương thức để thiết lập đó nó tập hợp lại, nó gọi là các Fluent API. Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào sử dụng Fluent API thay cho sử dụng attribute. Để sử dụng Fluent API thì chúng ta sẽ thiết lập như sau. Khi chúng ta tạo ra DB context, ở đây là source context, thì chúng ta đã đạp trồng một cái phương thức là onConfiguring. Cái phương thức này được gọi khi khởi tạo ra DB context. Có một cái phương thức nữa, nó cũng được gọi khi khởi tạo ra DB context. Đó là phương thức onModelCreating. Trong phương thức onModelCreating thì các API Fluent sẽ được thực thi. Như vậy nếu mà chúng ta muốn sử dụng các Fluent API thì chúng ta phải đạp trồng thêm cái phương thức Overreach có tên là onModelCreating. Chúng ta lạp trồng cái phương thức này. Sau đó là trong phương thức này thì chúng ta sẽ gọi các Fluent API. Cái phương thức này được thực thi khi tạo ra DB context, tức là khởi tạo lên source context. Nó được thực thi sau khi hoàn thành cái phương thức onConfiguring. Chúng ta có thể viết ra một cái dòng thông báo ở trong onConfiguring console.readline là viết tên phương thức là onConfiguring để cho biết là khi nào nó được thực thi. Sau đó là console.readline onModelCreating. Chúng ta trở lại cái đoạn mã chúng ta gọi khởi tạo ra cái source context. Chúng ta xóa đi cái cơ sở dữ liệu cũ và tạo lại cái cơ sở dữ liệu mới .json. Khi nó khởi tạo ra source context, DB context, sau khi nó gọi onConfiguring thì nó gọi đến onModelCreating. Làm thế nào để gọi được các Fluent API? Ở trong phương thức onModelCreating, nó có một cái đối tượng kiểu Model Builder. Tại đây chúng ta có thể lấy ra được các entity, tức là cái đối tượng chứa cấu hình của các model, các bảng. Từ cái đối tượng đó thì chúng ta sẽ gọi được những cái phương thức của Fluent API. Ví dụ chúng ta muốn thiết lập cho Product, thì chúng ta sẽ lấy cái entity nó biểu diễn cái model Product này. Thì chúng ta gọi cái phương thức của Model Builder và gọi cái phương thức là entity. Tham số của phương thức này là chỉ ra kiểu của model. Ví dụ là product thì chúng ta gõ là type product. Thì cái phương thức này nó sẽ trả về một cái đối tượng là entity type builder. Chúng ta có thể lưu nó lại và entity. Sau đó từ cái đối tượng entity type builder thì chúng ta gọi được các phương thức của nó. Thì các phương thức này chính là các Fluent API. Như vậy ở đây chúng ta ghi là sử dụng entity để gọi các Fluent API cho cái đối tượng model là product. Đây là cách thứ nhất. Chúng ta cũng có thể lấy ra entity type builder mà không phải sử dụng cái type of này. Entity sẽ bằng model builder gọi phương thức entity mở ngoặc nhọn và chỉ ra kiểu của model. Đây là product mà chúng ta muốn lấy. Viết như thế này thì nó tương đương với cả cái cách trên. Sau khi có Entity Type Builder thì chúng ta cũng sử dụng nó để gọi các Fluent API. Các Fluent API này là đang tương ứng là thiết lập cho Product. Đây là cách thứ hai. Ngoài ra chúng ta còn có cách viết thứ ba mà chúng ta sẽ sử dụng cái cách này. Đó là chúng ta gọi cái phương thức Entity của Model Builder chỉ ra cái model mà chúng ta sẽ làm việc. Đó là cái bảng Product. Sau đó là trong tham số là nó nhận một cái delegate action. Cái delegate này nó có một cái tham số chính là cái entity builder.
Như vậy, tại cái tham số này, chúng ta chỉ việc tạo ra một delegate, viết một cái biểu thức lambda, đó là entity và thân của delegate. Trong thân của delegate là chúng ta sử dụng cái đối tượng entity này để gọi các fluent API. Trong ba cách này thì chúng ta sẽ sử dụng cách viết như này. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng một số fluent API thông dụng. Trước tiên là chúng ta thiết lập cho cái bảng product này. Thì để thiết lập cho bảng product sử dụng fluent API thì chúng ta gọi model builder, gọi entity, mở ngoặc nhọn, viết tên của model đó là product, sau đó là viết cái delegate entity và thân của delegate. Trong thân của delegate này chúng ta bắt đầu gọi các fluent API. Cái fluent API thứ nhất đó là chúng ta thiết lập ánh xạ của bảng. Khi chúng ta tạo ra cái model product, chúng ta đã thiết lập là cái model product này nó tương ứng với cả bảng là product ở trên SQL Server. Thì chúng ta có thể là không cần sử dụng cái thuộc tính này mà chúng ta sẽ gọi fluent API. Thì chúng ta sẽ gọi cái phương thức của entity type builder entity, cái phương thức đấy có tên là toTable. Sau đó là điền tên của cái bảng mà chúng ta muốn tạo ra trên SQL Server. Như vậy là cái model product này nó sẽ tương ứng với cả cái bảng là product ở trên SQL Server. Sử dụng cái đoạn code này thì nó tương tự như là cái thuộc tính table. Chúng ta có thể bỏ cái thuộc tính này đi cũng được. Ví dụ chúng ta bỏ cái thuộc tính này đi và chúng ta thiết lập trong fluent API gọi cái phương thức toTable, cái model product nó tương ứng với cả bảng, không phải tên product mà là tên là sản phẩm. Bây giờ chúng ta thử tạo lại cái cơ sở dữ liệu xem. Xóa đi cơ sở dữ liệu cũ và tạo lại cơ sở dữ liệu mới. Đó là rằng nó đã tạo ra một cái bảng tên là sản phẩm thay vì tạo ra bảng product do chúng ta sử dụng toTable sản phẩm. Kiểm tra trên SQL Server, refresh. Bây giờ chúng ta có bảng là bảng sản phẩm. Cái API thứ hai là thiết lập cái khóa chính của bảng, primary key. Nếu mà chúng ta sử dụng attribute thì trường khóa chính thì sử dụng cái attribute có tên là key. Thì chúng ta có thể bỏ đi cách sử dụng attribute, chúng ta sẽ sử dụng fluent API. Thì trong fluent API để thiết lập một khóa chính cho một cái bảng thì chúng ta sẽ gọi cái phương thức của entity type builder hash key. Tham số của nó là nó trả về một cái biểu thức. Cái biểu thức đó là chỉ ra tên của trường dữ liệu mà chúng ta muốn thiết lập là khóa chính. Cái biểu thức này được xây dựng trên cái kiểu model là product. Thì chúng ta có thể viết là cái kiểu model product sử dụng một cái ký hiệu nào đó, ví dụ như P. Thì chúng ta sẽ truy cập vào P. P là tương ứng với cả kiểu product. Thì trong P chúng ta sẽ truy cập vào cái thuộc tính chúng ta muốn thiết lập nó là khóa chính. Ở đây chúng ta sẽ thiết lập và product ID là khóa chính. Thì cái câu lệnh này thì nó tương ứng với cả cái attribute key. Rồi chúng ta chạy lại xem đó là sao. Trong bản sản phẩm thì chúng ta đã thấy là nó tạo ra cái trường có tên là product ID và nó thiết lập cái product ID. Đấy là cái khóa chính của bảng primary key. Tiếp theo chúng ta sử dụng fluent API để tạo ra các chỉ mục, đánh chỉ mục ở trên SQL Server. Index hay là đánh chỉ mục là cái phần kiến thức về SQL Server, là đánh chỉ mục để nhằm tăng tốc độ truy vấn, tăng tốc độ tìm kiếm, vân vân. Và trong Entity Framework Core, cái thời điểm này là không sử dụng được attribute để tạo ra các chỉ mục. Nếu muốn tạo ra các chỉ mục thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng Fluent API. Ví dụ chúng ta thử tạo ra và đánh chỉ mục cho cái trường dữ liệu giá chẳng hạn. Nếu mà muốn đánh chỉ mục thì chúng ta sẽ gọi cái API như sau, Entity, và gọi cái phương thức là HashIndex, là chúng ta chỉ ra cái trường dữ liệu nào sẽ đánh chỉ mục. Thì chúng ta sẽ đánh chỉ mục cái trường dữ liệu là Prime chẳng hạn. Sau khi gọi cái phương thức này thì nó sẽ đánh chỉ mục và nó trả về một cái đối tượng là Index Builder. Nếu mà chúng ta muốn thiết lập thêm cho cái chỉ mục này, ví dụ như là đặt tên của cái chỉ mục này chứ không phải là một cái tên mà nó tự động phát sinh, thì chúng ta truy cập và gọi thêm cái phương thức là hash database name, đặt tên cái chỉ mục này, ví dụ như là index của bảng sản phẩm và của cái trường dữ liệu là price. Cái này nó áp dụng kỹ thuật factory thì nó luôn trả về cái đối tượng là model builder. Thì chúng ta có thể tiếp tục gọi những cái phương thức khác để thiết lập thêm cho cái chỉ mục này. Tạm thời là chúng ta sẽ tạo như vậy thôi. Ta chạy thử xem dot add run. Thì chúng ta thấy là nó có tạo ra một cái chỉ mục có tên là index sản phẩm price.
tạo ra trên cái trường dữ liệu là sản phẩm Bright. Thì khi có cái chỉ mục này, nếu mà chúng ta thực hiện các truy vấn tìm kiếm sản phẩm về giá hoặc là sắp xếp vân vân liên quan đến giá thì cái tốc độ truy vấn nó sẽ được cải thiện. Đây là cái cơ chế của SQL Server. Chúng ta kiểm tra trên server trong cái bảng sản phẩm này, cái phần index thì nó có thêm một cái index là index sản phẩm Bright. Phần tiếp theo là chúng ta sử dụng Fluent API để tạo ra những cái mối liên hệ giữa các module. Trong bảng product này thì chúng ta thấy là các phần trước chúng ta đã thiết lập những cái mối liên hệ. Chúng ta đã sử dụng cái attribute là Fortune Key để tạo ra cái mối liên hệ một nhiều. Nếu mà áp dụng Fluent API thì chúng ta bỏ cái attribute này đi và sẽ thực hiện nó như thế nào. Chúng ta sẽ thực hiện để tạo ra cái mối liên hệ và nó tạo ra cái Foreign Key. Chúng ta tiến hành tạo ra cái quan hệ một nhiều, một category có nhiều sản phẩm, tiến hành như sau. Để tạo ra cái mối liên hệ một nhiều thì tất nhiên ở trong module sản phẩm thì chúng ta vẫn cần khai báo có một cái thuộc tính tham chiếu đến category. Sau đó là chúng ta sẽ thiết lập thêm bằng Fluent API. Chúng ta gọi cái phương thức entity và gọi cái phương thức là hash1. Hash1 là chỉ ra cái thuộc tính nó là phần 1 của mối quan hệ, tức là mối quan hệ một nhiều thì phần 1 đó là cái thuộc tính nào. Thì đây chúng ta phải chỉ ra cái phần 1 đó là cái thuộc tính category ở trong product. Một category thì có nhiều sản phẩm. Thì đây chúng ta phải chỉ ra cái phần 1 của nó. Tham số của nó là kiểu model product. Tại đây chúng ta phải chỉ ra cái phần 1. Phần 1 ở đây chính là cái thuộc tính category. Thì cái phương thức này nó trả về cái đối tượng là different navigation builder và nó sẽ tạo ra mối quan hệ một nhiều. Chúng ta chạy thử xem. .NET run thì nó tạo ra mối quan hệ một nhiều, tạo ra một cái foreign key. Tên của foreign key là cat id mặc định on then no action là do chúng ta chỉ thiết lập đến đây thôi. Cái đối tượng hash1 này là trả về different navigation builder. Thì tại đây chúng ta có thể gọi thêm những cái phương thức của nó để thiết lập thêm. Ví dụ như giống như lần trước, chúng ta không để cho nó tự động phát sinh cái foreign key đặt tên như thế này, mà đã đặt tên của foreign key là cat id. Thì hôm nay chúng ta gọi thêm cái phương thức là thiết lập ở cái phần nhiều. Cái phần nhiều thì nó tương ứng với cả cái thuộc tính nào. Cái phần nhiều là category. Thì ở đây chúng ta có cái phần nhiều là một category thì có nhiều sản phẩm. Nhưng mà vấn đề là cái nhiều sản phẩm này thì nó tương ứng với cả bright key thứ hai. Chúng ta xem lại cái ví dụ trước. Do đó là tại đây chúng ta sẽ không thiết lập cái thuộc tính nào của phần nhiều tương ứng với cả primary key này. Thì chúng ta sẽ không truyền tham số vào cái phương thức with many. Cái phương thức with many này có nghĩa là tức là bảng category là không có một cái property nào chứa tập hợp những cái sản phẩm tương ứng với cả cái foreign key mà chúng ta đang tạo ra. Sau phương thức with many này thì chúng ta cũng có thể gọi thêm đặt cái foreign key đấy tên là gì. Thì chúng ta gọi thêm cái phương thức là hash foreign key. Sau đó là chúng ta đặt tên của foreign key. Ví dụ như tạo ra foreign key là ABC. Chúng ta chạy thử xem .NET run. Khi mối quan hệ một nhiều nó tạo ra thì nó tạo ra cái foreign key tên là ABC. Nó tạo ra một cái trường dữ liệu là foreign key, đó là ABC. Ở đây để giống cái ví dụ trước, chúng ta sẽ đặt tên cái foreign key là cat id. Sẽ lại .NET run. Chúng ta thấy là nó đã tạo ra một cái trường dữ liệu tên là cat id và thiết lập nó là foreign key. Ta ghi chú tại đây là cái phương thức để đặt tên foreign key. Sau cái phương thức này thì chúng ta có thể gọi thêm cái phương thức để thiết lập cái hành động khi chúng ta xóa đi cái phần 1 thì cái phần nhiều nó sẽ hoạt động như thế nào. Tức là xóa đi cái một cái category thì các sản phẩm có bị xóa hay không hay là có hành động như thế nào. Thì muốn thiết lập thêm thì chúng ta gọi cái phương thức onDen thì sẽ thực hiện cái nhiệm vụ gì. Thì chúng ta có thể thiết lập theo cái tham số delete behavior. Chúng ta có thể thiết lập những cái giá trị ví dụ như delete behavior, những cái giá trị ví dụ như cascade, tức là khi xóa phần 1 thì cái phần nhiều bị xóa theo. Thì lúc này khi tạo ra thì nó sẽ tạo ra cái mối quan hệ là onDen cascade. Chúng ta thấy là onDen cascade. Còn nếu mà khi xóa phần 1, chúng ta có thể thiết lập là low action. Khi xóa phần 1 thì phần nhiều không ảnh hưởng gì. Hoặc là chúng ta có thể thiết lập là set null. Set null này chỉ có tạo được khi cái cat id là có khả năng nhận giá trị null. Đó là rằng chúng ta thấy là khi một category bị xóa thì những cái sản phẩm thuộc category đó
thì nó sẽ thiết lập cái trường dữ liệu là cat id là bằng null, chứ không xóa đi những cái dòng dữ liệu của phần nhiều. Ở đây chúng ta sẽ thiết lập nó tương ứng với cả ví dụ trước, đó là chúng ta cho cái ứng xử của nó là cat cat, xóa phần 1 thì phần nhiều sẽ bị xóa theo. Khi tạo ra cái mối liên hệ thì nó tạo ra cái tên tự động. Nếu mà chúng ta muốn đặt cái tên này, gọi cái phương thức has constraint và đặt tên. Ví dụ như chúng ta sẽ đặt tên là đây là cái mối quan hệ khóa ngoại giữa bảng sản phẩm, khóa ngoại giữa bảng sản phẩm và bảng category. Đó là John. Thì nó tạo ra một cái constraint có tên là khóa ngoại giữa bảng sản phẩm và category. Nó thiết lập dựa trên cái foreign key. Cái foreign key đấy tên là cat id và mối quan hệ là on cat case, là chúng ta hoàn toàn thiết lập bằng fluent API. Tương tự như vậy thì chúng ta tạo ra cái foreign key thứ hai của cái bảng product. Chúng ta nhớ là chúng ta phải xem lại cái ví dụ trước. Chúng ta đã thiết lập một cái product là có thể nằm trong hai category, thì trong buổi trước chúng ta phải sử dụng hai cái thuộc tính là foreign key và inverse property. Thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ đi hai cái thuộc tính này và chúng ta sử dụng fluent API để chúng ta tạo ra cái foreign key thứ hai. Nếu mà chúng ta sử dụng cái thuộc tính thì nó tạo ra cái foreign key đấy là cat id 2 với quan hệ là on then no action. Cat id 2 là có thể thiết lập bằng null. Thì bây giờ chúng ta sẽ thực hành không dùng cái attribute mà sẽ dùng fluent API. Thì tương tự như cái phần trên, tạo ra cái mối liên hệ một nhiều, gọi entity tabular, gọi cái phương thức là has1 chỉ ra cái phần 1. Cái phần 1 bây giờ là nó tương ứng với cả cái thuộc tính đó là cat2, sau đó là withMany chỉ ra cái thuộc tính tương ứng với cả cái phần nhiều nếu có. Ở cái phần trên là chúng ta không chỉ ra cái phần nhiều, nhưng mà ở cái thuộc tính thứ hai này thì chúng ta thiết lập là cái phần nhiều tương ứng với cả cái foreign key thứ hai là cái thuộc tính product. Tức là khi chúng ta lấy ra một category thì lấy ra luôn tất cả những cái sản phẩm thuộc category đó và theo cái private key thứ hai. Điều này là chúng ta phải chỉ ra bằng cái attribute là inverse property. Thì trong fluent API thì chúng ta sẽ sử dụng là withMany, nó tương ứng với cả cái phần 1 là cái category. Cái thuộc tính nào của category thì chúng ta truy cập vào và chỉ ra nó tương ứng với cả cái thuộc tính product của category. Sau đó thì tương tự như phần trên, has foreign key, nếu mà chúng ta muốn đặt tên foreign key, chúng ta vẫn đặt tên foreign key thứ hai tương ứng với cả trường dữ liệu là cat id 2. Thì chúng ta lại gọi on then và chỉ ra delete behavior. Khi xóa phần 1 thì phần nhiều không có hành động gì, giữ nguyên giá trị. Sau đó là nếu mà muốn đặt tên của cái index của cái constraint thì chúng ta gọi thêm cái phương thức has constraint name. Còn nếu mà không gọi thì tên nó sẽ đặt một cách tự động. Rồi chúng ta chạy lại xem nó có tạo tương tự như là chúng ta sử dụng attribute hay không. Đó là sao? Đấy thì chúng ta vẫn thấy là nó tạo ra cái mối liên hệ foreign key là cat id 2 với việc sử dụng withMany và chỉ ra cái thuộc tính tương ứng của phần nhiều. Thì điều này là nghĩa là chúng ta đã tạo ra Click Navigator. Bây giờ chúng ta sẽ nói về thiết lập đến các trường dữ liệu, các properties của model hay là các trường dữ liệu trên bảng của SQL Server. Để thiết lập một trường dữ liệu nào đó hay là một property nào đó thì chúng ta gọi cái phương thức property để lấy ra property builder và thiết lập cho nó. Ví dụ lấy ra cái thuộc tính của model product thì từ model product chúng ta phải chỉ ra cái thuộc tính nào chúng ta muốn thiết lập. Ví dụ chúng ta sẽ thiết lập cho cái thuộc tính name, thì cái phương thức này nó trả về property builder. Thì tại đây chúng ta sẽ gọi các phương thức để thiết lập cho nó. Cái phương thức thứ nhất chúng ta có thể sử dụng đó là cái property name tương ứng với cả trường dữ liệu nào ở trên SQL Server. Thì tại đây chúng ta có thể gọi cái phương thức has column name. Khi chúng ta sử dụng property thì chúng ta đã đặt tên cột là tên sản phẩm. Thì với fluent API thì chúng ta cũng có thể đặt là tên sản phẩm hoặc là một cái tên khác do chúng ta thiết lập, đặt là title. Cái model đấy có thuộc tính name tương ứng với cả trường dữ liệu title ở trên bảng product. Ở trên bảng product thì đang tương ứng với cả cái trường dữ liệu là tên sản phẩm. Bây giờ chúng ta đặt như thế này thì nó sẽ tạo ra cái trường dữ liệu không phải là tên sản phẩm mà là sẽ là title. Chúng ta thử chạy lại xem đó là sao. Chúng ta thấy là nó tạo ra một cái trường dữ liệu tên là title.
Như vậy là chúng ta cũng để ý tại đây là chúng ta có thể sử dụng đồng thời Attribute và Fluent API. Trong đó Fluent API sẽ thiết lập đè lên cái thiết lập bằng Attribute. Trong Attribute thì chúng ta đặt tên là tên sản phẩm, nhưng mà trong Fluent API chúng ta đặt tên là Title. Thì thiết lập ở trong Fluent API thì nó sẽ có hiệu lực cuối cùng. Nếu mà chúng ta muốn thiết lập kiểu dữ liệu của cái trường title này là gì? Ở đây nó đang thiết lập là kiểu entity, gọi cái phương thức hash colon type chỉ ra tên của kiểu dữ liệu. Ví dụ như nó đang là kiểu entity thì chúng ta đặt là kiểu dữ liệu envachar dot json. Kiểu dữ liệu của nó là envachar dài 50. Ở đây nó đang dài 50. Nếu mà chúng ta muốn thiết lập cái độ dài tương ứng thì chúng ta gọi thêm cái phương thức là hash markdown. Chúng ta thiết lập độ dài là 60. Độ dài của trường dữ liệu bây giờ là 60. Nếu mà chúng ta muốn thiết lập là node root thì chúng ta gọi cái phương thức là SQL bằng true thì là node null, đó là ra node null. Nếu mà bằng false thì có khả năng nhận giá trị null. Nếu mà muốn cái trường dữ liệu này là khi chúng ta chèn vào nó có một cái giá trị mặc định thì chúng ta gọi cái phương thức là hash default value và cái giá trị mặc định của nó. Ở đây ví dụ như là tên sản phẩm mặc định Donatron. Nó sẽ thiết lập là nó có một cái giá trị mặc định là tên sản phẩm mặc định. Ngoài ra nó còn có những cái phương thức khác thì chúng ta tự tìm hiểu thêm. Ví dụ như hash common, hash compute Chrome SQL, hash conversion, vân vân. Như vậy là chúng ta đã sử dụng được Fluent API để thiết lập cho bảng product. Trong trường hợp mà chúng ta muốn thiết lập cho cái bảng category thì chúng ta làm tương tự. Ở đây thì chúng ta chú ý là chúng ta có thể sử dụng các attributes hoặc là các Fluent API. Thì trong trường hợp nếu mà sử dụng được attribute thì chúng ta nên sử dụng attribute. Chúng ta chỉ sử dụng Fluent API khi chúng ta không thể sử dụng được các attribute hoặc là không có những cái attribute tương ứng để thiết lập. Bởi vì sử dụng attribute thì sau này chúng ta còn sử dụng cho nhiều những cái nền tảng khác, nó sẽ sử dụng attribute này để valid dữ liệu chẳng hạn, vân vân. Chúng ta thực hành một cái trường hợp nếu mà không sử dụng Fluent API thì rất khó thực hiện, đó là chúng ta tạo ra mối quan hệ 1-1 giữa các bảng. Giả sử cái thông tin về cái bảng category này rất dài, ngoài những cái trường dữ liệu này nó còn có rất nhiều những cái trường dữ liệu khác. Ví dụ như chúng ta cho thêm một vài trường dữ liệu nữa, in user ID, ai đã tạo ra cái category này, set get. Rồi là có trường dữ liệu date time là cho biết là ngày tạo ra cái category này. Rồi là có trường dữ liệu ví dụ như public date time là ngày cập nhật cái category này. Rồi là public in count product để cho biết là tổng số sản phẩm trong cái category này, vân vân. Ngoài ra là chúng ta còn có thể khai báo vô số những cái trường dữ liệu nữa. Tạm thời là chúng ta có thêm 4 cái trường dữ liệu này. Khi một cái bảng mà có rất nhiều cái trường dữ liệu như vậy thì chúng ta có nhu cầu là tách ra nó thành nhiều bảng. Trong trường hợp như thế thì chúng ta có thể là đưa một số những cái trường dữ liệu sang bảng khác và cái bảng khác đó với cả cái bảng category này phải hình thành nên mối quan hệ 1-1. Nghĩa là một category thì có thể có một cái dòng dữ liệu ở một cái bảng khác nữa. Thì lúc đấy chúng ta có thể tạo ra một cái bảng nữa. Ví dụ như chúng ta tạo ra một cái model nữa, đặt tên là category detail. Ta vẫn khai báo tạo ra trong namespace AF, tạo ra một lớp model đặt tên là category detail. Sau đó là chúng ta sẽ đưa những cái thuộc tính mà chúng ta cần chia nhỏ cái bảng này sang. Category detail chúng ta cũng khai báo cho nó có một trường khóa, sẽ là khóa key public in category ID set get. Khai báo xong cái model này thì chúng ta đưa nó vào DB context. Chúng ta có một cái bảng nữa tương ứng với cả cái thuộc tính category ID detail. Ở đây chúng ta đặt là category detail. Ở trong category thì chúng ta khai báo có một cái thuộc tính là với mỗi category thì có một cái thuộc tính là category detail. Khai báo có một cái thuộc tính kiểu category detail, đặt tên là category detail. Về phía category detail thì với mỗi category detail cũng có một cái thuộc tính kiểu category.
trước mắt là khai báo như vậy, nghĩa là chúng ta lấy được category thì chúng ta có được category type, và ngược lại khi chúng ta có category type thì chúng ta có cái thuộc tính category tương ứng. Thì bây giờ chúng ta thiết lập mối quan hệ 1:1 của hai cái bảng này. Model Builder lấy entity đó là category detail entity. Như phần trên để thiết lập mối quan hệ chúng ta gọi entity là thiết lập là phần 1 has1. Phần 1 là tức là một category detail có một cái đối tượng nào thì chúng ta sẽ truy cập vào, đó là chúng ta chỉ ra cái phần 1 của nó. Đó là tương ứng với cả cái thuộc tính là category. Tương ứng với cả thuộc tính category nghĩa là trỏ đến cái model category. Để tạo ra cái mối quan hệ 1:1 thì chúng ta chỉ ra cái phần 1 thứ hai, không gọi isMany mà gọi là is1. Phần 1 thứ hai đó là ở trong category thì tương ứng với cả cái thuộc tính nào, đó là thuộc tính category detail. Như vậy là nó sẽ hình thành nên mối quan hệ 1:1. Sau đó là chúng ta phải chỉ ra has foreign key, phải tạo foreign key. Foreign key thì chúng ta tạo ở trên bảng nào? Giữa hai cái bảng là category và bảng category detail. Thì để tạo bảng nào thì chúng ta mở ngoặc nhọn. Ví dụ chúng ta tạo trên là category thì chúng ta điền là category. Sau đó là cái khóa chính để tạo ra foreign key, đó là category ID. Thiết lập mối quan hệ khi xóa category ta thiết lập là onDelete và cái ứng xử của nó delete behave là cutPaste. Rồi chúng ta chạy thử .json. Nó đã tạo cho chúng ta bảng category detail và category. Chúng ta xem nó đã thiết lập nên mối quan hệ 1:1. Nhìn trên category thì nó đã tạo ra mối quan hệ 1:1 với category detail. Đó là nó thiết lập cái trường category ID của nó, vừa là khóa chính primary key, vừa là khóa ngoại foreign key, tham chiếu tới category detail của bảng category, và như vậy thì nó sẽ hình thành nên mối quan hệ 1:1. Ở đây chúng ta thiết lập là hơi ngược một chút. Chúng ta đã tạo ra foreign key ở cái bảng category, có nghĩa là chúng ta phải chèn dữ liệu category detail trước thì mới được chèn dữ liệu của category. Thì chúng ta sẽ đảo lại, nó sẽ tạo ra foreign key trong cái quan hệ 1:1 này ở cái bảng category detail. Thì tương ứng đó là cái trường dữ liệu category detail ID. Tạo lại .json. Thì chúng ta thấy là khi nó tạo ra category detail, thiết lập category detail ID là khóa chính, đồng thời là khóa ngoại tham chiếu đến category ID của category. Có nghĩa là khi chèn dữ liệu thì đầu tiên chúng ta phải chèn category trước, sau đó nếu có thì chúng ta chèn category detail. Mối quan hệ là onDelete cutPaste, khi xóa category thì category detail bị xóa theo. Như vậy cơ sở dữ liệu của chúng ta bây giờ là có 3 cái bảng. Nếu mà chúng ta kiểm tra trên SQL Server Management để xem cái mối quan hệ một cách trực quan hơn, chúng ta sẽ thấy database, shop data, tạo diagram cho tất cả những cái bảng này vào để tạo cái sơ đồ. Chúng ta thấy là cái mối quan hệ bây giờ đó là bảng category và bảng category detail là mối quan hệ 1:1, khóa key và khóa key, và giữa category và sản phẩm là một nhiều. Trong mối quan hệ 1:1 này, mối quan hệ được hình thành do thiết lập giữa trường dữ liệu category detail ID của bảng category detail và category ID của bảng category. Insert and update đó là delete rule cutcase. Tạm thời Fluent API chúng ta dừng lại tại đây. Chúng ta nhớ là chỉ sử dụng Fluent API cho những cái thao tác phức tạp mà attribute nó không thực hiện được. Trong phần sau chúng ta nói về migration trong entity thì lúc này cái Fluent API có lẽ được sử dụng nhiều hơn.